Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Khi tâm sự với những người trưởng lão và chân bày khác, họ ước ao được có một đội ngũ thanh niên như chúng ta. Họ ước ao được có những lớp học kinh thánh cho ấu thiếu nhi như chúng ta. Bạn mới thấy rằng cái gì mình đang có rất là quý giá. Dường như có nhiều khi có những cái chúng ta đang có ở trong tay, nó rất là quý, nhưng vì hàng ngày bạn nhìn thấy, cho nên bạn thấy nó bình thường và bắt đầu trở thành coi thường. Mọi người hiểu không? Có những người hàng ngày thấy vợ, hàng ngày được ăn bữa trưa, bữa chiều, bữa sáng. Việc cái bình thường của người vợ đó bỗng nên chúng ta trở nên coi thường người vợ. Và khi bạn tâm sự với những người mà không có vợ, hay là những người bỗng nhiên bị mất vợ, sự cô đơn của họ, sự thèm khát một mái ấm, một bàn tay của sự chăm sóc, bạn mới thấy rằng cái bình thường mà nhiều khi coi thường của chúng ta lại là điều ước ao và đáng quý của rất nhiều người khác ước mơ. Rồi có khi chúng ta bỗng nhiên một ngày nào đó đánh mất cái bình thường mà thậm chí nhiều khi bạn coi thường đó, ngày hôm sau tỉnh dậy thì mới thấy cái đó nó quý trọng như thế nào. Nhiều khi cái mất rồi mới thấy nó quý. Nhiều khi bạn có sức khỏe, chúng ta phung phí sức khỏe cho tới khi mất sức khỏe rồi mà khi uống thuốc đó mới thấy quý nó. Mọi người hiểu không? Tôi đọc Kinh Thánh, có nhiều khi nhìn một hồi cứ tưởng là bóng điện nó bị mờ mờ. Và sau này, hôm qua tôi ngồi đọc Kinh Thánh mới thấy đọc khó quá, tôi mới lấy kính của ông Trung, lấy kính của ông vừa đeo vào mắt mới thấy nhìn rõ. Tôi bảo wow, như vậy mắt là lão rồi sao? Và khi đọc sách khó mới hiểu ra rằng cái mắt sáng của mình nó quan trọng như thế nào. Dường như cái chúng ta đang có không trân trọng cho tới khi mất nó. Bởi vậy cho nên để không mất nó thì ngày hôm nay hãy bắt đầu xem lại cái gì mình đang có. Ghi ra tờ giấy, mình còn có vợ bên cạnh, còn có con bên cạnh, còn có được nghe những bài giảng hàng chủ nhật này, còn có cái nhà thờ mà chỗ ngồi rộng rãi này, còn có 5-6 căn phòng cho con của mình nhóm này, còn có những thanh niên gảy đàn khi không có trống đánh, có người đứng thay thế này, còn có nụ cười của tiếng cười của con trẻ khi bạn về, nhiều khi nhức đầu nó cấm cái miệng lại nhức đầu, nhưng mà không có bọn nó nhảy múa nhá, không nó có la hét trong phòng 3 ngày thôi đó. Là bắt đầu bạn thấy đầu bạn lên ngọn cây rồi. Chúng nó đâu rồi, chúng nó đâu rồi, chúng nó đâu rồi. Mọi người hiểu không? Còn có cái mùi hôi hôi của tất chồng bạn đấy, mà nhiều khi bạn mắng nó đấy, mà nó đi công tác khoảng 1 tháng là bạn thấy nhớ nhớ cái mùi đó đấy. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không? Biết bao nhiêu những con người ở hàng xóm đang mơ ước khuân cái hôi hôi đó về nhà của họ đấy. Và bởi vậy cho nên hãy cùng nhau xác định cái gì mình đang có. Đừng có ghét cái miệng quang quác của con mụ mà tên là vợ của bạn đấy. Không phải, có nhiều khi họ rất ước ao muốn tâm sự với bạn, họ muốn dồn nén tất cả những nỗi lòng trong lòng ra miệng để cần có ai đó dốc bầu tâm sự và trò chuyện. Nhưng vì chúng ta không hiểu được cho nên bạn cảm thấy nhức tai. Tất cả những cái rất là bình thường đó, hãy cùng nhau nhìn với một con mắt khác đi. Bắt đầu từ những ngày này, hãy nhìn nó với một cái kính khác, với một cái kính rằng đây là tài sản, đây là điều đáng quý của bạn, đây là cái mà giúp cho bạn nhìn ra mình. Amen, amen. Tôi đến cùng với 14 người khác, 13 người khác đi tới cái thành phố đó. Chúng tôi đứng dưới chân cái nhà thờ mà cách đây 500 năm trước, 1517, còn 2 năm nữa là tròn 500 năm, con người có tên Martin Luther, một người linh mục công giáo. Ông ta bằng đầu gối, đi bằng đầu gối trên những bậc thang, leo lên tận đỉnh 200 bao nhiêu bậc đó để mua cái tội của mình phạm, mang tiền để mua cái tội đó. Nhưng khi ông ta đi bộ bằng cầu thang đó, bỗng nhiên sự soi sáng từ trời đến nói với ông rằng người công bình sống bởi đức tin mình, chứ không phải bởi việc làm hay tiền chuộc tội. Ông đã đứng dậy về nhà, trở về với Thánh Kinh. Ông đọc trở lại quyển Thánh Kinh đó, và Martin Luther đã hiểu ra rằng tất cả những điều gì ông ta đã làm ngày xưa chỉ làm theo lời truyền khẩu của những người đi trước. Lời Chúa phải là quan trọng, không phải lời của giáo hoàng. Bạn ơi, không phải lời của tôi quan trọng,
mà lời của Chúa mới là quan trọng. Nếu bạn không đọc lời của Ngài, bạn không biết lời của Ngài thì bạn dễ bị lừa, kể cả người đó càng có uy tín với đời sống của bạn càng dễ lừa bạn. Có những con người mới gặp Chúa, Chúa tha thứ tội và có một vài phép lạ Chúa làm vì cớ đức tin của bạn. Bỗng nhiên bạn muốn dâng hết tất cả mọi sự cho Ngài, bạn sẵn sàng dâng cả cuộc đời của bạn làm lỗ lệ để mua một cái gì đó và trả góp cho hội thánh. Và có nhiều người mà tham vọng và tham tiền, họ sẽ lợi dụng sự cả tin của bạn và đang vui mừng và sự tha thứ, họ chộp lấy cái lời hứa của bạn và bắt bạn làm nô lệ. Còn những người mà chân bày chân chính, họ không bao giờ lợi dụng bạn trong hoàn cảnh đó. Họ biết được họ đã từng tin Chúa và từng nhìn thấy Chúa làm phép lạ, và họ không biết được rằng có rất nhiều người trong hội thánh không phải là thánh. Cho nên họ sẽ khuyên bạn cần phải tỉnh táo, cần phải tỉnh táo. Có một người đến nói với tôi rằng sẵn sàng làm điều này cả đời. Tôi nói rằng đây không phải ý muốn Đức Chúa Trời. Tôi cấm chị làm điều đó. Hãy sống bình thường, làm việc, đi nhóm thờ phượng, chứ không trói buộc vào một cái mảnh đất đó cho nên cả đời làm trả nợ. Niềm tin, sự sống linh hồn của chị quý hơn cái miếng đất và cái tòa nhà đó. Mọi người hiểu không? Và lúc đó tôi có thể lợi dụng con người đó, nhưng không, linh hồn của con người đó quan trọng hơn tài sản của họ. Và lời Chúa dạy chúng ta câu kinh thánh này, Martin Luther sau khi quay trở về với thánh kinh, ông ta đã về viết lại 95 luận điểm sai lầm mà nhà thờ đã dạy sai. Nếu bạn đọc kinh thánh, bạn mới có cái để mà suy xét đúng sai. Hãy trở về với thánh kinh anh chị em, đừng bị lừa, đừng bị lừa. Kinh thánh dạy, lời kinh thánh chép Đức Thánh Linh đó, là Đức Chúa Trời Ngài cảm động lòng chúng ta chứ không ép nhá. Ngài cảm động bên trong lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Bất kỳ một người đàn ông nào tới gặp bạn là nữ mà bóp cổ dí dao nói rằng anh yêu em, hãy yêu anh đi, thì cái đó không phải tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật không ép người ta, không dồn người ta vào chân tường, mà cho họ sự tự do lựa chọn. Amen. Chúa của tôi và bạn, Ngài cảm động lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt, chứ không phải là Ngài túm cổ họng chúng ta dí dao và bắt chúng ta không còn con đường nào khác, mày phải làm theo điều tao yêu cầu. Cái đó là mafia chứ không phải là cha trên trời. Amen. Và ông Martin Luther đã đóng 95 luận điểm đó ở cái cửa nhà thờ. Và bắt đầu trong vòng lên một tuần, ông giảng một loạt những bài giảng để kêu gọi mọi người hãy trở về với Thánh Kinh. Sự trả giá của một con người đó đã mang tới tôi và bạn ngồi tại đây ngày hôm nay. Bởi vậy cho nên anh chị em, bạn có dám đứng cùng với sự công chính hay là hèn nhát của bạn thối lui? Nếu bạn nhìn thấy đó là điều công chính và Chúa nói với bạn cần phải làm, bạn lựa chọn làm theo Chúa hay là chạy trốn? Đó là câu kinh thánh mà tôi muốn đọc cho mọi người nghe tại đây. Sách Mác đoạn 10. Trước khi chúng ta vào dự tiệc thánh, chúng tôi cùng nhau đứng dưới cái nhà thờ đó và tôi đứng cầu nguyện và xin Chúa nói: Chúa ơi, sự sức giàu của Ngài đã đổ xuống trên Martin Luther để dám đứng cùng với lời của Ngài. Sau khi ông viết 95 luận điểm đó, ông bị cả Vatican bắt đưa ra tòa án để làm việc. Sách Mác nhé, hãy cùng tôi giảng sách Mác đoạn 10. Ông đứng trước tòa án, các hồng y giáo chủ đứng như vậy, họ buộc tội ông ấy, và ông đứng như vậy, ông nói: xin các hồng y giáo chủ hãy chỉ cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào theo đúng lời kinh thánh. Nếu tôi sai tôi sẽ thay đổi, còn nếu tôi không sai thì nguyện Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi. Các vị hãy chỉ cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào, tôi sẽ sửa. Còn nếu tôi không sai thì xin Chúa giúp đỡ tôi. Đó là câu nói
của gần 500 năm trước. Và ngày hôm nay có một câu nói, sách Mark đoạn 10 câu 28. Phêrô liền thưa cùng ngài rằng: Này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, câu 28: Quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này 100 lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ lên rốt, có nhiều kẻ rốt sẽ lên đầu. Quay trở lại câu 28. Phêrô liền thưa cùng ngài rằng: Này, chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa. Hãy nhắc lại cùng tôi: từ bỏ. Không phải từ bỏ một cách vô tích sự, nhưng từ bỏ cho ai và vì ai, chứ không phải bạn cứ bỏ nhà đi là được lại đâu. Lời Chúa nói: vì ta và tin lành, chứ không phải vì sự ngu dốt. Vì ta, vì danh của Chúa Giêsu và vì lời tin lành mà bị mất nhà cửa, mất anh em, mất chị em, mất cha mẹ, không có mất vợ nhá, mất con cái, mất đất ruộng. Tiếp theo nè, mà chẳng lãnh được đương bây giờ trong đời này 100 lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, không có 100 lần hơn về vợ nhá. Có người nói rằng: tôi bỏ vợ tôi được 100 vợ. 100 lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng với sự bắt bớ. Tại sao với sự bắt bớ? Bởi vì khi bạn nhận được 100 lần hơn cái phước đó, bắt đầu nhiều kẻ ghen tị. Đầu tiên bạn chỉ có một mình, chúng nó vỗ tay nói cho nó cô đơn. Nhưng sau đó khi bạn trả giá cho sự công chính, lắng nghe này, bất cứ một sự nảy mầm nào trước đó, hạt giống đều phải chết, đều bị chôn dưới đất, dường như nó mất tâm. Cho tới một ngày sự sống ở bên trong của nó nảy mầm qua sự chết của cái vỏ cứng của hạt giống, chui ra khỏi đất, nảy nở thành một cây, thành hoa, thành cả một chùm quả. Và khi bắt đầu chùm quả lắc lư trước gió, thì bắt đầu có những con sâu tới tìm cách hãm hại nó. Khi bạn thất bại, sẽ không có kẻ nào ghen tị với bạn, nó sẽ vỗ tay. Nhưng bạn ơi, hãy tiếp tục bền bỉ, kiên trì, đừng đầu hàng. Tôi nói nhiều lần và nói lại, đổ máu, đổ mồ hôi nhiều khi còn đơn giản và nhẹ hơn đổ nước mắt trong khi hầu việc Đức Chúa Trời. Nhắc lại, khi hầu việc Chúa, bạn đổ máu, bạn đổ mồ hôi nhiều khi còn dễ hơn là đổ nước mắt cơ. Đổ máu, bạn có thể làm máu trở lại được, sau một vài ngày máu sẽ làm lại được. Đổ mồ hôi, vất vả về thể xác, tẩy sâu cuốc bẫm văng đất, mồ hôi nó chảy ra, bạn ngủ 2 ngày nó lại trở lại. Nhưng có những giọt nước mắt trong chức vụ của bạn, bạn khóc thầm, sự đau đớn, cái giọt nước mắt đó đã khiến cho mồ hôi của ngài ở trong vườn Gethsemane đó đã chảy ra thành máu đó bạn. Người hầu việc Chúa mà đổ nước mắt, nó cái giá trả đắt hơn là mồ hôi và cả máu nữa. Trước khi Chúa đổ máu và mồ hôi, ngài đã đổ nước mắt cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Lời Chúa nói: mất sẽ nhận được 100 lần hơn với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Có nghĩa là phước ở trên đời nay này, bạn nhận được 100 lần hơn, chứ không phải đời sau khi chết mới nhận được. Tiếp theo, với sự bắt bớ là điều thứ hai. Điều thứ ba là sự sống đời đời. Và câu cảnh báo 31: nhưng có nhiều người đầu sẽ lên rốt, còn nhiều kẻ cuối sẽ lên đầu. Tôi xin lần lượt từng câu kinh thánh này một. Tôi nhớ khi mới tin Chúa, bố mẹ tôi nói chọn một trong hai, hoặc gia đình hoặc Chúa Giêsu.
Tôi nói với bố mẹ tôi rằng: bố mẹ ơi, con không thể chọn một trong hai được, cả hai đều có, cả hai đều yêu con yêu cả hai, con chọn cả Chúa Giêsu và cả gia đình. Và sự chối bỏ không còn là con của gia đình nữa. Nhưng tôi nói rằng: bố ơi, Giêsu là Chúa của con, bố mẹ là bố mẹ của con. Bố mẹ có thể từ chối con, nhưng đối với con, bố mẹ luôn là bố mẹ của con. Mất 2 năm biệt tâm không thư từ, bố tôi không hề viết thư, chỉ có mẹ tôi viết thư thôi. Nhưng mà qua lá thư của mẹ, tôi biết cái tâm tình cảm của bố tôi qua cái lá thư của mẹ tôi. Ông làm sao bỏ đến con đẻ từ ông ấy. Và cứ tiếp tục đi như vậy. Và cảm ơn Chúa, sau 3 năm mối quan hệ chúng tôi bắt đầu lập trở lại, bắt đầu nói chuyện trở lại. Nhưng cho tới bây giờ khác rồi. Nhưng khi mà làm một quyết định phải đi theo Chúa vì bố mẹ làm như vậy nhá, tôi đau đớn vô cùng. Và khi quỳ gối cầu nguyện: Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì? Và Chúa nói với tôi rằng: nếu ai vì ta và tin lành mà mất cha mẹ, đất ruộng, bằng cấp, anh em, nhà cửa, thì trong đời này sẽ nhận lãnh được 100 lần hơn. Tôi hỏi câu hỏi thứ nhất: Chúa ơi, 100 lần hơn có nghĩa là thế nào? 100 lần hơn có nghĩa là thế này này. Không phải bạn mất một bạn được 100 lần, một đồng bạn được 100 đồng đâu. Nếu tôi hỏi anh Cần 40 câu hỏi, anh Cần đều trả lời được 40 câu hỏi, thì anh Cần trả lời được bao nhiêu phần trăm câu hỏi của tôi? 100%. Tôi hỏi anh Phúc 1000 câu hỏi, anh Phúc trả lời được 1000 câu hỏi được bao nhiêu phần trăm? 100%. Có nghĩa là cái 100 lần hơn đó nó phụ thuộc đức tin của bạn. Nếu bạn tin ngần nào với hạt giống mà bạn gieo vì danh Chúa Giêsu và vì tin lành, thì bạn sẽ gặt hái được ngần đấy. Không phải mất một bố mẹ vì danh Chúa mà được 100 bố mẹ hơn đâu. Tôi tin cả ngàn người, tôi tin cả chục ngàn bố mẹ nữa cơ. Và câu hỏi thứ hai: Chúa ơi, thế sau này ở trong 1000 lần hơn đó có bố mẹ của con không? Chúa nói rằng có. Như vậy dạy gì mà không làm theo? Mọi người hiểu không? Nếu mà mất bố mẹ thôi đó, trong 100 lần hơn đó thì tôi phải tính chút đấy, xem phải làm thế nào để mà vẫn được bố mẹ mình mà được khoảng 50 lần hơn thôi. Nhưng mà bây giờ Chúa nói rằng ở trong 100 lần hơn đó có cả bố mẹ của người nữa. Tôi đã amen, làm một giao ước, con sẽ hầu việc Ngài, còn Ngài làm việc gia đình của con. Đó là từ năm 94 đó anh chị em, cho đến bây giờ 21 năm. Và cảm ơn Chúa, sang Mỹ tôi có những bố mẹ tại nơi đó, họ đang chờ đợi tôi. Ukraine có bố mẹ, Trung Quốc có bố mẹ, ở Đức có bố mẹ, ở đâu cũng có anh chị em, ở đâu cũng có nhà cửa. Đi đâu cũng không cần, nếu mà thích ra khách sạn thì ra khách sạn, còn nếu mà ở nhà riêng thì có nhà. Vui không? Được 100 lần hơn anh chị em. Không phải chỉ 100 người hơn, mà cả chục ngàn người anh chị em. Đất ruộng được 100 lần hơn. Anh chị em thấy sung sướng không? Nhưng mà phần thứ hai: 100 lần hơn bao nhiêu thì bạn bị bắt bớ bấy nhiêu. Bạn được phước 20 lần thì bắt bớ kiểu 20 lần phước. Bạn được phước 100 lần hơn thì bắt bớ kiểu 100 lần hơn. Hai trưởng lão Thắng và Cường kể lại cho tôi câu chuyện khi tâm sự với mục sư Samson. Ông ấy kể về ơn phước của ông ấy, bắt đầu ông ngồi khóc. Một phút ông im lặng, xong ngồi ông khóc. Sau đó ông ấy giải thích rằng: các vị không biết được cái giá trả cho cái phước đó đâu. Sự bắt bớ đủ các phía, chỉ có cái không tâm sự hết cho dân sự được. Phước nó luôn luôn kèm theo những cạm bẫy và sự đe dọa. Giàu có ngần nào thì nguy hiểm tới với bạn ngần đó. Thành công ngần nào thì cạm bẫy sa ngã cũng răng theo ngần đó. Bạn ơi, đừng có mơ mộng trong cái cuộc đời này. Đừng quá ngây thơ trong cuộc đời đầy gian dảo này. Hãy trang bị cho mình sự khôn ngoan trước, để sự giàu có đến mà không mang theo cho bạn sự đau đớn nào thêm. Còn nếu không có sự khôn ngoan, giàu ngần nào thì khổ ngần đó. Nếu không có sự kính sợ và sự bảo vệ của Chúa, cái tài đi với cái tai họa một phần. Anh chị em ơi, và cảm ơn Ngài vì có Ngài anh chị em. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah.
Chúa dạy chúng ta một cái nguyên tắc: nếu ai vì ta và tin lành mà mất, từ bỏ hay là ban cho người khác, đây là một cuộc sống của sự ban cho. Vừa rồi chị Bình có làm chứng rằng là những người Copland sẽ nói rằng hãy chia ra cho chúng tôi thêm nữa. Chúng tôi vừa họp vừa rồi, họ nói rằng chúng tôi cần được chia ra thêm. Berlin ngồi 7 năm tại đây được nhận quá nhiều rồi. Và cảm ơn Chúa vì những con người quay băng. Những con người mà quay băng, tôi hỏi Chúa Lão Thắng đi lên trên này, 3/4 hội thánh không đi trại, ai sẽ giảng cho họ? Bạn còn có tôi đứng đây giảng cho các bạn đấy. Còn ông nói rằng thì mục sư giảng, tôi bảo tôi giảng kiểu gì? Băng. Tôi bảo ông Vinh, ông đi nhóm này thì ai sẽ giảng cho dân sự ở dưới Dresden? Thì mục sư giảng. Tôi bảo tôi giảng kiểu gì? Băng. Họ thâu từ trên mạng xuống. Thành ra những con người quay âm thầm như vậy này, những con người đứng đằng sau cái máy quay này rất là quan trọng. Bởi vì công việc của họ thật là âm thầm, không nhìn thấy họ, nhưng công việc và kết quả của họ sang tận các châu lục. Mẹ nuôi của tôi gọi điện thoại nói: Trần ơi Trần, thì bây giờ châu lục nào cũng mời con rồi à? Tôi nói rằng còn một châu lục chưa mời, đó là châu Phi. Còn lại lời Chúa được đi khắp mọi nơi. Cho nên tôi đứng trước ống kính ở tại Cali và nói với những người mà khán thính giả tới xem, tôi nói rằng các bạn đón tiếp tôi rất là long trọng. Nhưng tôi hỏi các bạn một điều này: các ông các bà có bao giờ nhìn thấy con rùa đứng trên cái cọc chưa? Họ ngước mắt nhìn tôi rất là ngơ ngác, hỏi tại sao ông lại hỏi câu hỏi như vậy. Tôi nói rằng nếu các ông các bà nhìn thấy một con rùa đứng trên cái cọc thì phải biết rằng có ai đó đặt nó lên trên cái cọc, chứ rùa không tự trèo lên cọc được. Tôi là một con rùa đang được đứng trên cái cọc đây này. Ông các ông các bà nói tại sao lại đứng tại đất Cali này, tại sao lại giảng trên vô tuyến truyền hình nhỉ? Thì đơn giản, con rùa được ai đó đặt lên trên cái cọc. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Những con người đang ngồi tại Berlin này, này, những con người mà đứng đằng sau lưng tôi khi tôi đi nơi khác làm việc, họ chăm sóc vợ tôi, con của tôi, họ đứng bảo vệ cho hết thảy những lời vu không nói xấu sau lưng. Những con người quay nhưng mà những cái thước phim này, họ là những người mà đang đưa tôi lên cái cọc. Thầy giáo có rất nhiều người xui tôi rằng hãy đạp họ xuống khi ngươi được thành công. Tôi nói rằng có thằng ngốc mà làm như vậy, tôi không dạy như các vị đâu. Bởi vì ở trên đỉnh cao gió thổi mạnh hơn, tôi không muốn đứng 5 phút bị gió hất xuống dưới đỉnh rồi. Tôi cần thêm đồng đội của tôi, những người đã cùng tôi đi lên đỉnh Olympia, thì họ sẽ cùng tôi đứng trên đỉnh Olympia để chinh phục tiếp những đỉnh núi khác. Tôi không dạy gì mà làm việc một mình. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Bởi vậy cho nên chúng ta phải có một tấm lòng ban cho người khác. Hội thánh, khi chúng ta có tấm lòng như vậy, hội thánh sẽ tăng trưởng nhiều hơn. Có những người ích kỷ, họ chỉ nghĩ tới bản thân tại Berlin thôi, và đến lúc nào đó họ sẽ teo dần. Nếu họ chỉ nghĩ cho mình thì họ sẽ đòi hỏi phải tới chăm sóc tôi, phải cho tôi, phải vì tôi, phải hướng về tôi, và dần dần họ sẽ cảm thấy buồn chán và đòi hỏi. Còn khi chúng ta biết sống cho người khác, ban đầu người mẹ mang thai đẻ những đứa con mới, và càng ngày hội thánh càng phát triển. Ở Israel có hai cái hồ, một cái hồ gọi là hồ Galilee và một cái hồ gọi là biển chết, cùng chung một dòng sông Giô-đan chảy xuống Galilee và chảy xuống biển chết. Galilee có 153 loài cá, còn biển chết không có một con cá nào sống. Đặt câu hỏi, cùng chung một nguồn mà tại sao một cái đầy sự sống còn một cái thì chỉ có sự chết? Câu trả lời, bởi vì hồ Galilee nhận nước từ Giô-đan và cho nước xuống hồ của biển chết. Còn biển chết thấp hơn mực nước biển, cho nên nó chỉ nhận thôi. Nó chỉ cho tôi, của tôi tăng vào tôi. Tất cả những cái hướng về tôi đó, nó sẽ chỉ tập hợp lại thành cái tôi, có nghĩa là cái chết đấy. Luôn luôn mang tội tới, luôn luôn mang cái tội tới, luôn luôn mang cái tối tăm tới, và cuối cùng là kết liễu cuộc đời của mình. Biển chết đã không ban cho người khác, không ban cho điều mà nó đã được nhận, nó chỉ qua bốc hơi. Và vì vậy lượng muối quá mặn ở bên trong, vừa đắng và chát, không một sinh vật nào sống nổi. Bạn và tôi ngồi tại đây, cuộc sống của bạn nó sẽ được quyết định bởi quyết định của bạn ngày hôm nay. Bạn không thể chọn được bạn sinh ra ở đâu, bạn sinh ra như thế nào và từ ai.
Nhưng bạn có thể chọn được bạn sống như thế nào tại chỗ mà bạn đang sống bây giờ. Bạn không chọn lựa được bạn sinh ra từ ai, nhưng bạn có thể quyết định được bạn sẽ là ai bởi quyết định sống ngày hôm nay của bạn. Một kẻ ích kỷ hay một kẻ sống vì người khác, một kẻ thành đạt hay là một kẻ thất bại. Bởi vậy cho nên anh chị em hãy sống một cuộc sống ban cho. Nếu ai vì ta và tin lành. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngài xuống, Ngài coi trọng tôi và bạn. Ngài không coi tôi và bạn là cái rác. Mọi người hiểu tôi đang nói không? Nếu tôi là mục sư của các bạn mà tiếp xúc với anh Cẩn, anh Cẩn chỉ thấy rằng là anh Cẩn cần tôi thôi, luôn luôn nhờ tôi và tôi giúp anh Cẩn. Còn cái gì mà anh Cẩn giúp tôi bảo không cần, không cần, không cần. Thì mối quan hệ của anh Cẩn với tôi luôn luôn có một khoảng cách. Bởi vì anh Cẩn cảm nhận rằng chỉ có anh Cẩn cần tôi. Còn tôi với anh Cẩn chả là cái gì đối với tôi cả. Mọi người hiểu không? Cho nên khi Chúa Ngài chết thay tội cho tôi và bạn, chúng ta nhìn thấy sự sống của Ngài cho tôi và bạn rất là đáng quý. Nhưng Ngài còn nói rằng: Phúc, hãy chết cho ta nữa. Ta cần sự sống của con. Nếu con vì ta. Một ông chồng mà không cần vợ gì hết á, vợ luôn nhờ ông ấy làm. Còn cái gì mà ông cần gì đâu, không cần vợ, ông đi nhờ cà phê làm, ông nhờ người bán cà phê ngoài kia làm giúp. Thì người vợ cảm thấy là người thừa trong gia đình, không có giá trị. Và mối quan hệ của hai vợ chồng không bao giờ gần gũi. Và Chúa Ngài không chỉ chết thay cho tôi và bạn, mà Ngài còn kêu gọi cho phép chúng ta chết thay cho Ngài nữa. Chết vì Ngài, chết vì lời của Ngài. Cho nên mối quan hệ của tôi với bạn, bạn không sợ Ngài. Chúng ta thờ thần mà sợ thần, thờ ma mà sợ ma. Còn tôi và bạn thờ phượng Chúa mà rất yêu Ngài, gần gũi với Ngài. Bởi vì Ngài nói: hãy đến cùng ta, ta cần con, ta cần con. Bạn nói rằng tôi là rác rưởi, Chúa nói không. Đời nói ngươi là rác rưởi, nhưng ta nói với ngươi rằng con là báu vật của ta. Con thật là quý giá, con làm được nhiều việc mà ở trong tay ta con sẽ làm được. Amen. Amen anh chị em. Và lời hứa Chúa nói: nếu vì ta và tin lành, từ bỏ điều này sẽ nhận được 100 lần hơn. Vì cha mẹ cấm đoán, bạn nói bố mẹ con không thể bỏ Chúa được. Một người bạn nói rằng: không, mình gặp gỡ nhau 30 năm rồi, cùng chén, chén đâu, chén nước đâu. Mà nó rất chân thật nhá. Nó bảo, ghé tai nói: Hồng ơi, tôi biết cậu là mục sư không uống rượu, bia, nhưng vì danh dự của chúng ta, vì tình yêu, cả tình cảm của tớ với cậu, cùng chén, hết đi. Cùng chén này, hết đi nhá. Mà rượu này xịn đấy, mang vào cái cửa hàng xe này phải mất 200 ngàn mới đưa được cái chai rượu xịn này vào đây đấy. Vì cậu và tớ gặp nhau sau 30 năm, cúc chén và cạn ly nhá. Tôi biết cậu là mục sư không uống bia rượu, tôi nghe bài giảng của cậu rồi, nhưng mà mình cúc ly hết cạn chén. Tôi giơ cốc cúc ly với nó và đặt xuống. Cậu hỏi tại sao lại không hết chén. Tôi nói: để làm gì? Cậu bảo: về tình cảm của tớ với cậu. Tôi nói rằng: thế mặt tớ xuất hiện ở đây mà không thấy tình cảm nữa hay sao? Mà phải cái cốc này, tớ mới uống cốc này xong đánh nhau là hết tình cảm đấy. Cậu nghe xong rồi, cậu nói gì? Bảo tớ một giọt vào thôi là nhìn cậu ra thành quái vật đấy. Mà nếu mà tớ mà say đánh nhau cậu là hết tình cảm với cậu à? Thôi thành ra vì tình cảm tớ cùng ly với cậu nhưng không uống đâu. Cậu nói: ok, tớ hiểu cậu. Và 30 người cùng ly đặt cốc. Chúng ta vẫn có thể giữ được cái tiêu chuẩn mà không thỏa hiệp. Và cái đó là cái mà làm cho chúng ta suy nghĩ: thằng này khác với mình thật. Khi mà bạn sống như vậy thì người vợ của bạn sẽ vô cùng yên tâm khi bạn đi công tác xa. Bởi vì ngay cả những cái nhỏ đó mà bạn không thỏa hiệp thì mấy cái liếc liếc lẳng lơ của cái cô kia đó để làm sao mà lọt được vào trái tim của bạn. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ đi bây giờ. Amen. Giảng bài giảng xong, có một cô thanh niên đến: mục sư, em à, con muốn chụp ảnh cùng mục sư làm kỷ niệm. Tôi nói rằng: con, mục sư có một cái giao ước không chụp ảnh với một người nữ nào, con thêm một người nữ vào đi. Bảo: thôi mục sư cứ máy móc, thông cảm cho mục sư, mục sư là con người cổ như vậy này. Tất cả thanh niên vào đây chụp. Tôi muốn nói rằng, nó nói rằng: nhưng mà người ta ghép ảnh thì sao? Bảo: ghép ảnh là của người ta, còn lương tâm của mục sư luôn giữ không làm điều đó. Hãy thông cảm với mục sư. Nào các em, có con vào đây chụp ảnh.
và tất cả chúng nó chụp ảnh. Nhưng chúng nó hiểu một điều, đó là nguyên tắc hầu việc cần phải giữ. Mọi người hiểu không? Ngồi mà tư vấn với một người phụ nữ nào trong phòng, cái cửa cần phải mở, thậm chí đặt cái viên gạch hay cái giày vào chỗ cửa đó cho nó mở. Có nhiều người bảo chuyện kín kín thành ra cần phải tâm sự riêng, thế kín kín là thế thì tôi phải mời vợ tôi vào cùng. Trên những cái chuyện này kín kín mà chết tôi đấy, kín đến mức độ nào mà đến mức độ vợ tôi không được quyền nghe. Xin lỗi, kín quá tôi khó mà giữ kín được, thành ra là xin phép tôi không tiếp nhận cái kín này, hoặc là quá kín thì phải vợ tôi ngồi cùng, còn nếu không thì hãy mở cửa để nói chuyện. Mọi người hiểu không? Hãy cầu nguyện cho những cái cổ lai hy đó mà bảo vệ vô số những tai họa ập tới. Amen. Hallelujah. Bởi vậy cho nên nếu như ai mà vì ta và vì tin lành mà giữ cái chuẩn mực đó thì luôn luôn được phước. Một câu chuyện cuối cùng trước khi chúng ta cầu nguyện kết thúc và làm tiệc thánh, đừng có thỏa hiệp. Có một cô, có một cái đại hội cho các thương gia, thuê một khách sạn 5 sao, và có một vị không biết là bao nhiêu triệu đô, giàu lắm, ông ta thuê một cái phòng tại đó, và ông ta hàng ngày đi xuống dưới kia đại hội đã ăn, sau đó dự. Ông ta thấy một cô, một thiếu phụ dọn giường, dọn toilet, hút bụi ở hành lang. Nhìn thấy cô này có một cái vẻ đẹp yêu kiều, buồn mà rất là nghiêm. Thật ra bỗng nhiên trong lòng cô này cảm thấy mơ ước. Cô này không phải là sinh một cách rực rỡ, nhưng mà cái duyên từ bên trong đó đã hút ông này, và ông ấy muốn ngủ với cô ta một đêm. Ông ta dừng lại cầm cái card visit nói: chào cô, tôi là một thương gia rất đàng hoàng, có vợ và con, nhưng cái vẻ đẹp của cô đó, tôi muốn ngủ với cô một đêm, tôi cho cô 1 triệu đô, đây là card visit của tôi. Cô đấy cô nói: không bao giờ, tôi là người có chồng. Ông nói gì thì tôi cũng có vợ, mất gì đâu, một đêm cô được triệu, đỡ phải làm nghề này, mà lại mọi chuyện đều tốt đẹp không ai biết, vì cái vẻ đẹp của cô đã hút tôi. Cô bảo không bao giờ. Ông ta bảo ok, ông đi học tiếp. Ngày hôm sau lại gặp, lời mời của tôi vẫn có hiệu nghiệm như cô, không bao giờ. Lại đi tiếp, hôm sau lại nói, tôi vẫn giữ lời ước, lời mời của tôi đấy. Và bắt đầu cái lời đó, trong đầu của cô suy nghĩ, thì mình cũng có con rồi, có chồng rồi, mà cả đời cứ đi hút bụi này mãi sao? Hút một phát được 1 triệu rồi, thì mình không phải hút bụi nữa. Thì mất gì đâu, ai biết được đâu. Cái ngày thứ tư đó, ông đi ngang con nói, thế nào cô? Cô bắt đầu ngước mắt lên nhìn ông ấy nói rằng, tôi đồng ý. Thế à, đồng ý à? 5 giờ chiều hôm nay hẹn gặp lại. Ông đi họp xong, 5 giờ chiều mời cô đi xuống dưới xe. Cô đi xuống dưới, sau khi tan tầm xong cô đi xuống, có một cái xe rất là đẹp dài đã đậu sẵn ở dưới rồi. Người lái xe ra mở cửa, chứ cô vào cái xe dài đó, cô vào ngồi. Người lái xe mà vào, đi tới một cái trung tâm. Ở đó người ta mông má cho cô, đầu tóc có kiểu, mặc quần áo rất là lịch sự, giống như là cô dâu vậy. Sau lại đi xuống xe, sau 2 tiếng trang điểm xong đi xuống xe. Lái xe lại chạy một hồi, cứ vòng vòng. Ông kia đã ngồi sẵn ở trong xe rồi, cái ông mà giàu giàu ấy, ngồi sẵn trong xe. Chạy một hồi, vòng hồi. Và cô được cô tưởng tượng ra chắc là dẫn tới một cái bờ biển, có một cái biệt thự, rồi mình sẽ cố gắng một đêm, rồi chịu khổ một chút, rồi sau đó mình về mình tắm rửa sạch sẽ, và từ đó trở đi cho đến cuối đời sẽ chung thủy với chồng, và mình sẽ mang cái bí mật này xuống mồ, con mình sung sướng vì có tiền, chồng mình hạnh phúc vì bỗng nhiên trúng xổ số. Mà có ai biết được đâu, mất gì. Và cô ngồi tưởng tượng ra như vậy, xe chạy một hồi và dừng lại ở một cái chỗ, và người lái xe ra mở cửa. Cô nhìn qua cánh cửa nhìn thấy, đây là khách sạn 5 sao mà tôi làm việc mà, tôi sao mà đi lâu như vậy. Ông quay ra nói, thưa cô, tôi không hiểu sao, nhưng từ lúc cô đồng ý ngủ với tôi đó, cô hết còn đẹp rồi. Tôi cứ đi mãi, cứ suy nghĩ, nên hay không, không nên. Thôi, tặng cô cái gì mà cô đang có trên thân thể, và 1 đô hay mang theo làm kỷ niệm, tôi không cần cô nữa. Câu chuyện đưa chúng ta tới một câu chuyện gì? Ma quỷ sẽ mang món mồi tới nhử chúng ta để thỏa hiệp. Và khi bạn thỏa hiệp thì bạn mất giá, bạn mất hoàn toàn luôn đó. Ở ngoài cửa hàng vẫn có hàng hạ giá, nhưng ở trong thuộc linh, nếu mà bạn thỏa hiệp, không hạ giá đâu mà mất luôn, mất giá. Khi cô giữ được tiêu chuẩn không ngủ với người, thì cái vẻ đẹp vô giá mà ma quỷ muốn chiếm đoạt, nhưng chỉ khi gật đầu thì một vị mục sư đáng quý đó, khi uống một hớp rượu vào, nói thật, mày không khác gì tao, tao chén mày cũng chén,
tao học một hơi, mày cũng làm rít một hơi, khác gì cháu? Từ trong lòng sự sụp đổ hoàn toàn giá trị một con người trước mặt họ. Bởi vậy cho nên đừng thỏa hiệp. Amen. Những người phụ nữ chưa chồng đừng thỏa hiệp, hãy gìn giữ để cái ngày mà chúng ta bước vào trong căn phòng cưới đó cùng với người chồng tương lai của mình ở đó, cả một chuỗi người hạnh phúc sau đó, hơn là mình thỏa hiệp để mất giá trị của mình. Amen. Hãy ai bật lại câu Kinh Thánh mà chúng ta kết thúc. Hãy ai vì ta và tin lành mất nhà cửa, mất cha mẹ, anh em, ruộng vườn, thì ở trong đời này nhận lãnh 100 lần hơn và sự bắt bớ, sự sống đời đời. Phía dưới nữa, câu cuối cùng, câu 31. Đời sau, nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ lên rốt, kẻ rốt sẽ lên đầu. Đây là câu Kinh Thánh mà tôi sẽ phân tích cuối cùng. Kẻ đầu sẽ lên rốt, có nghĩa là kẻ sập, kẻ đầu sẽ trở lên cuối và kẻ cuối trở lên đầu. Khi bạn từ bỏ những điều gì cần từ bỏ vì Chúa và tin lành, thì Chúa sẽ ban phước cho bạn trở thành người đi đầu. Nhưng khi bạn đi đầu rồi đó, bạn nhận được 100 lần hơn nhà cửa đấy, bắt đầu bạn thấy tham của, đến lúc mà bạn cần phải từ bỏ tiếp đó, thì bạn không dám từ bỏ. Mọi người hiểu không? Có rất nhiều người dâng 1 euro dễ hơn dâng cho Chúa 10.000 euro. Lãi một tháng của bạn được 10 euro, bạn trích 1/10, 1 euro dâng dễ vì 1 euro mua cái bánh mì. Nhưng nếu lãi của bạn được 10.000 euro một tháng, trích ra 1.000 euro dâng, Chú ơi, cho con vay tạm cái. 1 euro mà vay chả làm được cái gì, nhưng 1.000 euro mà giữ lại chút, nó làm được nhiều việc. Và chính cái đó đó, khi chúng ta giữ lại không tiếp tục vì danh Giêsu và vì tin lành, nặng dần, nặng dần, bắt đầu chạy chậm dần, kẻ đầu trở thành tụt xuống cuối, còn kẻ cuối khi tiếp tục vì danh Giêsu và vì tin lành từ bỏ, thì lực của Chúa lại thổi bùng mạnh hơn 100 lần hơn cường độ, và tiếp tục lại vì danh Giêsu và vì tin lành 100 lần hơn cái bạn vừa gieo đó, là bùng mạnh hơn, và cứ như vậy nó tăng theo cấp số nhân, và cứ như vậy đi lên. Cho nên mới có câu nói hãy cẩn thận, nhưng có nhiều kẻ đầu lại lên rốt, kẻ rốt lên đầu, là như vậy đó. Có rất nhiều người nghèo họ trung tín được, nhưng khi giàu rồi không trung tín được. Có rất nhiều người khi khổ trung thủy được, nhưng khi có quyền rồi bỗng nhiên phản bội vợ. Cẩn thận, nhiều kẻ đầu lại bị đẩy xuống phía dưới, kẻ dưới sẽ lên đầu. Hãy nói với người lân cận rằng tôi không muốn là kẻ như vậy. Mời chúng ta cùng nhau đứng dậy nào. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.